Trong bối cảnh Hy Lạp mong muốn chấm dứt viện trợ tài chính, thanh tra của Liên minh Châu Âu và Quỹ tiền tệ quốc tế IMF đã đến Athens hôm 30 tháng 9 để đánh giá những tiến bộ của nền kinh tế nước này sau cam kết cải cách. Athens đang cố gắng hoàn thành mục tiêu của gói cứu trợ tài chính từ EU và IMF trước thời hạn vào năm 2016. Trước đó, Athens đã vay 240 tỷ euro và chính phủ Athens hiện nay khẳng định nước này không cần thêm gói hỗ trợ nào nữa. Các thanh tra và giới chức Hy Lạp sẽ xem xét ngân sách vào năm 2015, cụ thể là nhìn vào khoảng cách tài trợ và ước tính thặng dư ngân sách. Trước đó, chính phủ Hy Lạp đã đưa ra hàng loạt những cải cách thuế sau 4 năm thắt lưng buộc bụng. Theo các chuyên gia, muốn nói lời tạm biệt với gói cứu trợ tài chính, thì Hy Lạp phải hoàn thành những mục tiêu cải cách, được giảm nợ cũng như là có thể tự đảm bảo tài chính. Quỹ của EU sẽ kết thúc vào tháng 12 năm nay, còn quỹ của IMF sẽ kết thúc vào năm 2016. Nếu Hy Lạp có thể sớm kết thúc khoản vay này, thì có thể đạt được một thỏa thuận tiền tệ với EU và được IMF xóa 12 tỷ euro. Athens đã đạt được những thành công nhất định sau suốt 6 năm chìm trong suy thoái. Một cuộc đàm phán kéo dài thời gian trả nợ cùng với lãi suất thấp cũng sẽ diễn ra vào cuối năm nay.